Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà trước khi chia sẻ lời Chúa đó, tôi muốn tâm tình một chút và để cho chúng ta cầu nguyện trước khi mình nghe lời Ngài. Ngày hôm nay rất là nhiều người than, phải không ạ? Khổ quá trời ơi, sao không cứu tôi? Rất nhiều người. Không ạ, nhiều người trong những cái cảnh khốn cùng và họ nói rằng sao trời không cứu họ. Nhưng thực sự có phải đúng không? Có đúng là trời không cứu không? Tôi nghĩ là không phải. Cơ bản là vì mình không cho Ngài cơ hội để Ngài cứu. Thực sự là như vậy. Không cho cơ hội. Bởi vì trong Kinh Thánh chép đó anh chị em, đây là thời kỳ thuận tiện, mà đây là giờ cứu rỗi. Tức là thời đại này nè, cái thời đại mà khi Chúa Giê-xu chưa trở lại thì tất cả mọi người đều có cơ hội được Đức Chúa Trời giúp đỡ. Trong Roma đoạn 10 á, chép như thế này. Tại sao tôi nói rằng nhiều người không cho Ngài cơ hội là vì trong Roma đoạn 10 chép như thế này. Hễ ai tin tôi được Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ cõi chết và miệng xưng Ngài ra là Chúa thì người đó được cứu. Người đã được cứu. Như vậy thì có hai điều kiện. Quên, nãy giờ chưa bật cái này. Cần bật không? Không bật không? Ok, phải bật này nó mới thu âm được. Bật chưa không biết, xin lỗi anh em nhé. Bật rồi. Ok. Tức là có hai điều kiện để cho một người được cứu là lòng phải tin. Tin cái gì? Tin Chúa Giê-xu là Đấng đã đến thế gian, Ngài đã chết cho tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại. Tin đúng điều đó. Và khi tin rồi, miệng phải xưng Ngài ra. Miệng phải xưng Ngài ra. Thì lúc đó con người đã được cứu. Có lẽ mình dùng cái mic này hay hơn hay. Cái quạt này. Cái quạt này nó cứ rẹt rẹt, khó chịu. Tắt đi. Xin Chúa thương xót giúp cho chúng ta được thấu. Như vậy thì thương bạn chị em, buổi sáng hôm nay tôi nghĩ rằng tất cả anh em mình đến đây cũng có rất nhiều người mong đợi Chúa làm phép lạ trên đời sống của mình. Đó là sự thật. Và lý do tôi nói điều này là bởi vì tôi muốn khuyên anh chị em hãy cho Chúa một cơ hội. Cho Chúa một cơ hội để Ngài có thể làm phép lạ trên đời sống của mình. Đó là thật lòng hãy tin cậy Ngài. Thật lòng hãy tin rằng Đấng Christ này chính là cứu Chúa phải đến thế gian. Và Đức Chúa Trời đã làm Ngài sống lại sau 3 ngày. Đồng thời miệng mình phải xưng ra: Ôi Giê-xu ơi, Ngài là Chúa của con. Ngài là cứu Chúa của con. Con tiếp nhận Ngài, con tin Ngài. Ngài hãy đến với đời sống của con. Cho nên anh em nhớ rằng cả hai điều kiện. Một là tin, hai là miệng phải nói ra. Nhiều người nói ôi tôi tin trong lòng được rồi, cần gì nói, chưa đủ. Nhiều người ngày hôm nay bảo thôi tôi tin trong lòng, Chúa biết mà. Đúng là Chúa biết, nhưng mà Chúa chưa cứu được. Miệng phải nói ra. Miệng mình phải nói Ngài ra. Nói để làm gì vậy? Nói để cho thế giới thuộc linh biết rằng anh chị em thuộc Chúa. Nói để cho các ma quỷ biết rằng bây giờ anh chị em không thuộc nó mà thuộc Chúa Giê-xu. Miệng của chúng ta nói ra nó có một cái năng lực. Năng lực đó để khiến cho trong linh giới nhìn nhận anh em với một địa vị khác, chứ không phải còn người bình thường nữa. Không phải còn người bình thường. Bởi vậy cho nên anh chị em hãy nhớ lời tôi dặn buổi sáng hôm nay. Muốn Chúa đụng chạm mình, cứu mình, chúng ta cần xác quyết trong lòng mình tin và miệng nói ra. Anh chị em có amen với điều đó không? Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện 5 phút nha. Tất cả anh chị em, những người chưa biết Chúa cũng phải cầu nguyện. Cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, con tin Ngài đã sống lại. Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài đến thế gian vì con. Và bây giờ hôm nay con tiếp nhận Ngài như là cứu Chúa của cuộc đời con. Lạy Chúa, hãy đến giúp đỡ con. Anh chị em nào chưa biết Chúa hãy xưng như vậy. Tôi đảm bảo anh chị em hôm nay Đức Chúa Trời sẽ đụng chạm và chữa lành anh chị em. Cho nên tôi nói là hãy để cho Đức Chúa Trời có một cơ hội giúp đỡ anh chị em. Nếu chúng ta không cho Ngài cơ hội thì làm sao Ngài giúp đỡ chúng ta được? Đó là sự thật.
Cho nên là bây giờ mình cầu nguyện nha. Tất cả anh em mình hãy nhắm mắt lại, hướng lòng lên Chúa. Tôi tin rằng giây phút này rất quan trọng. Giây phút này là giây phút mà Đức Chúa Trời đến trong tấm lòng anh chị em, và Ngài gõ cửa từng cánh cửa lòng. Anh em hãy cầu nguyện nè. Cầu nguyện nè, mở môi miệng của mình ra nói với Chúa. Mở môi miệng mình ra nói với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, hãy thăm viếng linh hồn con hôm nay. Con cần Ngài giúp đỡ, con cần Ngài chữa lành, con cần Ngài giải cứu, con cần Ngài làm cho con được đột phá trong đời sống của con. Chúa ơi, con cần Ngài như một cứu Chúa, như một ông chủ trong đời sống con. Lạy Chúa Giêsu, hãy đến với tấm lòng con. Anh em hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Tôi muốn thấy cả hội chúng cầu nguyện hết lòng về điều này, vì đây chính là điều kiện để cho Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta trong buổi sáng này. Anh em đến đây không phải làm khán giả, anh em đến đây để được gặp gỡ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hãy cầu nguyện giờ này. Ôi trời, chúng con cầu nguyện đồng một lòng với nhau, vì Ngài là đấng mà chúng con cần gặp trong buổi sáng này. Ngài là đấng mà chúng con cần phải thưa chuyện trong buổi sáng này. Ngài là đấng mà chúng con cần kêu cầu trong buổi sáng này. Lạy Chúa, hãy giúp đỡ hội chúng trong thời giờ này. Hãy giúp đỡ hội chúng trong thời giờ này. Hãy giúp đỡ hội chúng trong thời giờ này. Cha trên trời cao ơi, con cầu nguyện vào ngày hiện diện tại nơi này. Chúa ơi, Ngài đến với chúng con ngay giờ này. Thân của Ngài đến với chúng con ngay giờ này. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah, tạ ơn Chúa thật nhiều. Cha ơi, con xin Ngài 1000 thiên sứ đến tại nơi đây giờ này. 1000 thiên sứ thánh của Ngài đến tại nơi đây giờ này, để giúp đỡ tất cả những nhu cầu của anh chị em con trong buổi sáng này. Chúa ơi, chúng con là những con người yếu đuối và cần sự trợ giúp từ nơi Ngài để chữa lành cho chúng con, để khiến chúng con được tự do, để khiến đời sống chúng con được bứt phá, để khiến cho tất cả những nan đề, những sợi dây trói buộc trong đời sống chúng con ngày hôm nay nó phải rớt xuống, mọi xiềng mọi xích phải rớt xuống. Cha ơi, chúng con tin rằng Ngài đã khiến Giêsu Christ sống lại. Con tin rằng Ngài là đấng đã phải đến thế gian, Chúa Giêsu ơi, và chúng con nói với Chúa rằng Ngài là Chúa của đời sống chúng con. Giêsu Christ là Chúa của đời sống chúng con. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúa ơi, hãy sức dầu cho lời của Ngài. Hãy sức dầu cho lời của Ngài. Hãy sức dầu cho lời của Ngài. Chúa, để lời của Ngài hành động trong buổi sáng này. Lời của Ngài hành động trong buổi sáng này. Chúng con tạ ơn Ngài thật nhiều. Tạ ơn Ngài thật nhiều. Và cả hội chúng hiệp lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa vì sự đáp ứng của anh chị em. Thật là tuyệt vời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ, khi anh chị em nghe lời của Ngài, tôi tin trong Mát chương 16, câu 17, 18, 19. Tiếp theo đó, cuối của sách Mát đó. Nói rằng, khi các sứ đồ đi ra giảng đạo, thì Chúa làm những phép lạ cặp theo, làm cho vững đạo. Cho nên khi anh chị em nghe lời của Ngài chăm chú đó, anh chị em sẽ được chữa lành. Linh hồn anh chị em được đụng chạm. Tất cả những nan đề trói buộc trong đời sống anh chị em sẽ được tự do, bứt hết. Cho nên chính lời của Đức Chúa Trời làm nên phép lạ nha anh chị em. Chính lời của Đức Chúa Trời làm nên những điều biến đổi trong đời sống của chúng ta. Bởi vậy khi nghe hãy chăm chú, khi nghe hãy ăn nuốt đó, khi nghe hãy tra Kinh Thánh và hãy tin những gì Kinh Thánh nói. Điều đó khiến cho chúng ta được phước và ích lợi. Và bây giờ thưa anh chị em, lời của Chúa buổi sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em với một cái chủ đề là đừng để ngôi nhà trống. Đừng để ngôi nhà trống. Và Kinh Thánh được đọc trong buổi sáng hôm nay là Ma-thi-ơ chương 12 câu 43 đến câu thứ 45. Nếu anh chị em có Kinh Thánh hãy dỡ ra cùng tôi và mình theo dõi lời của Ngài. Chủ đề là đừng để ngôi nhà trống. Đừng để ngôi nhà trống. Tôi xin khởi sự đọc lời của Chúa. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng: ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Ma-thi-ơ chương 12 câu 43 đến câu thứ 45. Khi chúng ta đọc và nghe đoạn Kinh Thánh này, chúng ta lập tức được nhận biết rằng đây là Chúa Giêsu đang nói về cái thực trạng thuộc linh, cái tình trạng thuộc linh của mỗi một con người đang sống trên đất. Mỗi một con người đang sống trên đất khi chưa có Đức Chúa Trời làm chủ đó,
thì nó là ngôi nhà của quỷ dữ. Nó là ngôi nhà quỷ dữ, nó là nơi để cho các quỷ đồn trú. Và ngày hôm nay Kinh Thánh khẳng định rằng cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ, cả thế gian luôn, tức là không trừ một người nào cả. Và cái ngôi nhà mà nó chiếm hữu đó, chỉ khi gặp gỡ Chúa Giêsu, chỉ khi con người ta xưng nhận lòng tin Chúa Giêsu như tôi vừa nói lúc nãy, thì ma quỷ mới được đuổi đi. Chỉ khi đó thôi. Không có quyền năng của Đức Chúa Trời thì ma quỷ không bao giờ rời khỏi ngôi nhà của nó. Nó gọi là nhà nó cơ mà. Cho nên anh chị em thấy, ví dụ anh chị em đang ở trong nhà của anh chị em mà có ai đó đến nói là đi ra khỏi đây, anh chị em có đi không? Chắc chắn là không chứ. Không, dĩ nhiên. Thậm chí vác gậy mà đánh nơi cho mày ở đâu hấp ơ vô đây mà đuổi, đúng không? Nhưng tao nói với anh chị em, nếu có một thẩm quyền cao hơn, ví dụ như nhà nước bảo rằng nhà anh chị em bây giờ phải di dời vì khu này bây giờ lấy làm công viên, bắt đầu cho một đội thanh tra đến, cho một đội gọi là di dời đến, cho một đội gọi là đem xe cẩu xe móc đến, súng ống đồ đến, bảo anh chị em chuẩn bị di dời, anh chị em làm không? Phải làm chứ, không làm thì cũng không được chứ, đúng không? Như vậy thì chỉ di dời khi có một thẩm quyền cao hơn, có một thẩm quyền cao hơn đến nói thì nó mới đi. Và anh chị em biết Chúa Giêsu nói mọi thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Bởi vậy khi con cái của Chúa mà tiếp nhận Ngài, nghĩa là Chúa Giêsu bước vào lòng, thì quỷ phải đi, phải đi. Đó là sự thật. Chỉ có cách đó thôi con người mới được tự do. Nhưng cái điều mà tôi nói ở đây đó là gì? Đừng để cho ngôi nhà mình nó bị trống sau khi kẻ thù đã đi. Vấn đề là hôm nay mình sẽ nói cái đó. Rất là nhiều người tiếp nhận Chúa, bằng lòng để cho Chúa Giêsu đuổi con quỷ đi, nhưng lại để cho ngôi nhà mình trống không. Trống không. Ngôi nhà mình trống, không bàn, không ghế, không tủ, không giường, không gì cả, mà còn quét sạch tử tế nữa. Cho nên trong thực trạng câu chuyện này thì sao ạ? Ma quỷ nó đi, đúng là nó đi ngay khi Chúa hiện diện. Ngay khi anh chị em kêu cầu Chúa Giêsu ơi cứu con, thì Chúa đến và tống cổ nó đi. Nhưng mà rồi anh chị em nói thôi, Chúa giúp con như thế đủ rồi Chúa, còn bây giờ con cứ sống cuộc đời của con cái đã, thì Chúa phải đi thôi. Và anh em còn lại một mình. Khi anh em còn lại một mình thì Kinh Thánh chép rằng quỷ nó trở về. Nó trở về, đó là sự thật. Nó trở về một mình để nó thám thính, nó xem thử ngôi nhà mà nó vừa ra đó, vừa bị đuổi ra đó, đã có chủ chưa, đã được lấp đầy chưa. Nếu mà còn chỗ trống á, thấy trống không á, thì nó bước vô hay sao anh em? Chưa bước vô đâu, nó khôn lắm. Nó chưa bước vô, nó bước vô còn đỡ, đúng không? Nó chưa bước vô, nó bảo được rồi, đợi tí đã, ta đi ra nghĩa địa kia ta kiếm thêm 7 con khác. Bảy con khác. Mà Kinh Thánh chép rằng là giữ hơn nó nữa. Giữ hơn. Tức là nếu cái con này là cái con linh nghèo đói thì nó đi kiếm con dâm dục, cái con ác mộng, với lại cái con tâm thần, với lại đủ con khác nữa. Nó kéo về 7 đứa. Kinh Thánh nói đó, con số 7 là con số trọn vẹn. Con số 7 là con số đầy tròn. Cho nên hàm ý ở đây Chúa Giêsu nói rằng cái tình trạng của con người mà sau khi nhờ cậy Chúa Giêsu đuổi quỷ rồi mà lại để cho ngôi nhà mình trống không, thì tình trạng sau đó nó khốn cực là không bút nào tả được. Nó cùng cực đến mức độ là không thể nào xử lý được nữa. Bởi vì khi nó trở lại, nó sẽ đóng kín và nó xây đồn lũy nó trong đó. Và càng về sau càng khó khăn, càng về sau thì càng bị đắt. Vậy thì cái buổi sáng hôm nay, cái điều mà chúng ta đang quan tâm là gì đây? Chúng ta đang quan tâm là ngôi nhà đừng để trống, Nhưng mà cần phải lấp đầy nó bằng cái gì? Lấp đầy bằng cái gì? Nhiều khi mình đọc đoạn Kinh Thánh này mình hiểu là ồ, không được để ngôi nhà trống. Nhưng bây giờ lấp đầy bằng cái gì đây? Có bao giờ ông bà anh chị em suy nghĩ về điều này chưa? Cái đây mới là điểm đáng nói, đúng không? Đây mới là điểm đáng nói buổi sáng hôm nay. Mình lấp đầy bằng cái gì? Để cho ma quỷ khi trở lại, nó đừng có thấy nhà mình trống không, mà nhà đã kín rồi. Kín rồi. Giống như cái kho vậy đó.
anh chị em chất đầy hết các thứ rồi, thì nó không nhét được bất cứ một thứ gì thêm vào nữa, và nó đành phải ôm hận mà ra đi vĩnh viễn. Bây giờ để hiểu được đó, chúng ta cần phải đọc cái đoạn kinh thánh này cả thượng văn, tức là đọc cả đoạn, thì mình mới hiểu được cái ngụ ý của Chúa Giêsu, Ngài muốn cái gì. Anh em chú ý nha, trong Ma-thi-ơ chương 12, khi chúng ta đọc cả đoạn này thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chữa lành cho người ta nhiều lắm. Chúa Giêsu chữa bệnh cho người ta, và những thầy Pharisee và những người thông giáo đó thì nói rằng Chúa dùng phép của quỷ mà trừ quỷ. Họ nói như vậy, họ bắt bớ Chúa, họ phỉ báng Chúa, và họ nhạo báng cái quyền phép mà Chúa Giêsu đang làm cho những cái người như là người bị teo tay nè, đúng không? Rồi người bị quỷ ám nè, vân vân, Chúa đang làm. Nhưng mà họ phỉ báng. Như vậy thì Chúa Giêsu mới nói một câu như thế này. Chúa Giêsu mới nói một câu như thế này. Chúng ta đọc kỹ ở trên nha. Chúng ta đọc kỹ ở trên. Chúa Giêsu nói, nếu ta cậy quyền phép của Thánh Linh mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Câu thứ 28, anh chị em nghe ha. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Anh em hãy chú ý câu đó. Tức là những người ở trong cái bối cảnh của cái câu chuyện này đó, họ không chấp nhận những gì Chúa Giêsu đang giới thiệu cho họ. Họ nhìn thấy những phép lạ dấu kỳ nhưng họ chối bỏ đi. Họ nói rằng điều này không đến từ Đức Chúa Trời, và họ không chấp nhận những điều Chúa Giêsu đang muốn ban cho họ. Chúa Giêsu đang muốn giới thiệu rằng hãy ăn năn đi, vì nước trời đang đến gần, và Ngài muốn ban nước trời vào lòng họ. Và để nước trời vào lòng họ thì Chúa Giêsu trước hết phải xử lý những con quỷ ô uế hôi hám ở trong đời sống họ đi đã, thì nước trời mới đến. Một chỗ khác, các môn đồ rất là thắc mắc và bảo là thế nước Đức Chúa Trời ở đâu, người ta không nhìn thấy. Thì Chúa Giêsu mới nói là nước Đức Chúa Trời không ở chỗ kia, không ở chỗ nọ, không ở chỗ này, mà nước trời ở đâu nhé? Ở trong lòng các con. Từ những cái chỗ này chúng ta mới suy ra được ý Chúa Giêsu muốn những người được Ngài chữa lành đủ quỷ và giải phóng đó, hãy lấp đầy lòng của mình vương quốc của Đức Chúa Trời, là nơi có Chúa Giêsu làm vua, là nơi Ngài làm chủ, là nơi Ngài cai trị, là nơi mà Ngài có quyền tối thượng. Mọi mệnh lệnh của Ngài phải được thực thi. Cái đó gọi là vương quốc. Mỗi một vương quốc đều có thẩm quyền và đều có sự lãnh đạo, sự cai trị, có trật tự trên dưới. Chúa muốn đời sống chúng ta sau khi tin Chúa, sau khi đã tiếp nhận Ngài, sau khi đã được Ngài giúp đỡ và giải cứu, hãy bước vào và sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ tiếp tục một đời sống cũ nữa. Đừng bao giờ tiếp tục sống theo ý riêng nữa. Đừng bao giờ tiếp tục với những tín ngưỡng văn hóa lề thói của đời này nữa. Tất cả những cái lề thói đời này thì Kinh Thánh gọi đó là vương quốc của sự tối tăm. Vậy thì có vương quốc sáng lên và vương quốc sự tối tăm. Ngay khi chúng ta được Chúa Giêsu động chạm và giải phóng đó, thì Kinh Thánh chép rằng chúng ta được dời từ vương quốc tối tăm mà bỏ vào trong vương quốc sáng láng, nơi đó Chúa Giêsu làm chủ. Bởi vậy cho nên mục đích Chúa Giêsu giải cứu chữa lành để làm gì? Không phải Ngài biểu diễn, không phải Ngài muốn thể hiện mình cho dân chúng vỗ tay, cũng một lạy đó, không phải những phép lạ xảy ra tại hội thánh nhà muôn dân là để biểu diễn, là để mọi người vỗ tay, để thỏa trí tò mò của ai đó. Không phải. Những phép lạ Chúa Giêsu làm luôn luôn là để giúp cho người ta tiếp cận và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, để người ta được sống một đời sống tự do, khỏe mạnh, thịnh vượng và vui mừng, bình an mãi mãi. Đó là điều Chúa muốn. Đó là điều Chúa muốn. Bởi vậy thưa bạn chị em, điều tôi muốn nói với bạn chị em là ngày hôm nay là gì? Tất cả anh em mình, kể cả những anh chị em hôm nay mới xưng nhận Chúa, hãy bắt đầu lấp đầy tấm lòng mình vương quốc của Đức Chúa Trời. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, vương quốc Đức Chúa Trời là gì? Bởi vì khi mà mình nghe nói vương quốc Đức Chúa Trời, nghe nó có vẻ trừu tượng quá. Vì vương quốc Đức Chúa Trời mình đâu có thấy. Vương quốc đời này thì còn thấy, thấy biên giới, thấy chính quyền, thấy các cấp. Còn vương quốc Đức Chúa Trời hiện tại chưa thấy.
Thế thì vương quốc Đức Chúa Trời là gì? Và tôi xin thưa với anh chị em trong buổi sáng hôm nay, Roma chương 14 câu 17 chép: vương quốc Đức Chúa Trời chẳng ở tại sự ăn uống, nhưng ở tại sự công chính, bình an và vui mừng. Đây là nói về phẩm chất. Vương quốc Đức Chúa Trời nói về phẩm chất, hay cái đó còn gọi là sự thánh khiết. Khi nên có sự thánh khiết, lập tức anh chị em có những sự bình an, vui mừng, yêu thương, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, rất là trung tín, dễ thương. Sự thánh khiết biến đổi đời sống chúng ta, biến đổi tấm lòng chúng ta. Anh chị em gần một con người nào mà thánh sạch đó, anh chị em thấy bình an nhẹ nhàng vô cùng. Còn mình gần những con người nào mà đang bị những sự tối tăm bao phủ, thấy nặng nề vô cùng. Cho nên tôi nói với anh chị em, sự thánh khiết chính là ánh sáng. Thánh khiết nó sinh ra tất cả những bông trái tiếp theo. Thánh khiết sinh ra yêu thương, thánh khiết sinh ra bình an, thánh khiết nó sinh ra sự hòa thuận, thánh khiết nó sinh ra sự mềm mại, nhẹ nhàng, trung tín, hiền lành. Tất cả những điều này chúng ta gọi chung là sự thánh khiết. Lý do tại sao linh của Đức Chúa Trời mình gọi là thánh linh? Tại sao? Bởi vì Ngài thánh khiết. Tại sao những các cherubim ở trong Ê-sai chương 6 hô lên 3 lần: thánh thay, thánh thay, thánh thay? Tại vì bản chất duy nhất tối thượng của Đức Chúa Trời là sự thánh khiết. Bởi vậy thưa bạn chị em, chúng ta không thể nào sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu mà lại tiếp tục sống theo lối sống cũ được nữa. Khi chúng ta đánh mất sự thánh khiết là chúng ta đang mở ra rất nhiều cánh cửa cho quyền lực tối tăm bước vào. Ví dụ ngôi nhà của anh chị em đang trống nhưng mà cửa kia đóng, bước vào được không? Khó đấy chứ. Muốn bước vào phải dùng xà beng phá cửa mới bước vào được chứ. Cho nên nếu ngôi nhà chúng ta trống mà lại không có sự nên thánh thì thua rồi. Rất nhiều cánh cửa để cho ma quỷ bước vào. Ma quỷ có thể bước vào qua những ý nghĩ tiêu cực. Ma quỷ có thể bước vào qua những tội lỗi thầm kín, qua những cái sự ô uế, qua những cái lời nói, qua sự giận dữ không tha thứ, qua những sự bất an lo âu trong đời sống. Tất cả những điều đó gọi là sự bất khiết. Thưa anh chị em, sự bất khiết là cánh cửa cho quyền lực tối tăm. Rồi một điều gì ở trong vương quốc Đức Chúa Trời mà tôi muốn nói nữa ở đây? Vương quốc Đức Chúa Trời còn thể hiện một khía cạnh nữa ngoài cái sự thánh khiết, đó là quyền năng. Quyền năng, quyền năng là gì? Quyền năng chính là sức mạnh. Trong đó sức mạnh bởi thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho trong Công vụ chương 1 câu 5 hoặc Luca chương 24 câu 49 đó. Khi Chúa Giê-xu chuẩn bị về trời, Ngài nói rằng: về phần các ngươi, trong ít ngày nữa sẽ chịu báp têm bằng Đức Thánh Linh. Các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và trong chương 1 câu 8 Ngài nói rõ hơn: khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ mặc lấy quyền năng để làm chứng về ta. Và rõ ràng sau 10 ngày thì trong Công vụ chương 2 câu 4 anh chị em thấy đó, Đức Thánh Linh giáng trên những người đang nhóm lại cầu nguyện, và họ đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói thiên tiếng mới và ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên một khía cạnh không thể thiếu của vương quốc Đức Chúa Trời là quyền năng. Vậy thì tôi nhắc lại một chút để chúng ta cùng đi tiếp mà theo dõi cái lời chia sẻ buổi sáng hôm nay. Ngay khi anh em tiếp nhận Chúa xong, ngay khi chúng ta có Chúa vào lòng xong, ngay khi chúng ta đã xưng Ngài là Chúa là chủ xong, thì lập tức chúng ta phải bước vào hai cái khía cạnh quan trọng mà Kinh Thánh yêu cầu. Đó là sống một nếp sống nên thánh, và đồng thời phải mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Khi anh chị em mặc được hai điều này, tôi đảm bảo anh chị em, quỷ nó có trở về thì nó cũng phải khóc mà ra đi. Khóc ra đi thôi. Nó về là thấy anh chị em có hai điều này, nó nói thôi, tiêu đời ta rồi, không có đường để vô. Bảo không đường vô đó. Tại sao ngày hôm nay nhiều anh chị em mình giải cứu xong và cứ bị lại, bị ma quỷ nhập lại, bệnh tật lại? Tại sao vậy? Có phải rằng cái lúc đến hội thánh giải cứu là giả không? Không. Sự chữa lành là thật, sự giải cứu là thật, nhưng nó tái lại. Giống như anh chị em đi đến bệnh viện, bác sĩ cho anh chị em một liều thuốc và dặn rằng: đừng ăn cay nha, rồi đừng uống bia uống rượu nha, bớt nhậu đi. Anh em về uống thuốc rồi thấy ô sao người mình khỏe quá, thôi tối nay làm chầu cái đã, rồi say lần cù lần chim, sáng dậy tháng sáng bệnh trở lại. Bệnh trở lại. Cái gì làm bệnh trở lại? Lối sống. Những tội lỗi mình không bỏ đi khiến chúng ta bệnh trở lại. Cũng một cách y sĩ như vậy, nếu chúng ta đã đuổi cái thứ mà nó làm chúng ta đau khổ bệnh tật đi,
mà chúng ta không tuân thủ những điều Chúa Giêsu chỉ dạy thì cũng như chúng ta không nghe lời bác sĩ vậy đó. Giống vậy thôi, y xì vậy. Rồi đâm ra là một thời gian sau chúng ta nói ồ, thôi chắc là không xong rồi, mình cần phải tìm giải pháp khác, chứ Chúa không linh nghiệm. Tôi thưa với anh chị em, nếu Chúa không linh nghiệm thì không còn cái gì linh nghiệm trên đời sống cho anh chị em nữa hết. Bó tay rồi, cái này gọi là bó luôn cả chân chứ không phải tay đâu. Cho nên là hãy cẩn thận điều này. Hôm nay tôi nói những lời này chi vậy? Để giúp cho anh chị em mình giữ được cái phước hạnh của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta nhận được phước hạnh của Chúa, chúng ta nhận được sự giải cứu, chữa lành, sự đụng chạm của Chúa. Chuyện đó có thể xảy ra tại hội thánh này trong vòng 5 phút cầu nguyện. Nhưng để giữ được thì nó cả một lối sống của anh chị em sau đó, chứ không phải là chỉ một lời cầu nguyện ngắn gọn là kết thúc. Không phải chúng ta đến đây chúng ta cầu nguyện Chúa ơi giữ gìn con những phước hạnh ngày hôm nay rồi amen đi về là tự động anh chị em có. Không phải đâu. Đây là lối sống. Lối sống mỗi ngày của chúng ta phải nên thánh trong mọi cách ăn ở. Bây giờ chúng ta nói kỹ hơn một chút xíu về cái sự nên thánh nha. Anh em đã nắm được hai điều chưa ạ? Vương quốc Đức Chúa Trời trong lòng có nghĩa là sự nên thánh và quyền năng. Hai điều này phải được ngập tràn trong đời sống của chúng ta. Phải được. Nếu không có thì rất dễ đời sống chúng ta lại sụp hầm sụp hố tiếp tục. Và chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi khi đi theo Chúa cái cách đó. Ôi đến hội thánh rất mạnh, về nhà lại xuống hố. Rồi tuần sau đến hội thánh rất mạnh, về nhà lại buồn rầu xuống hố. Cứ như vậy đi vào một thời gian anh chị em sao? Nản lòng, nao sợ. Ô tại sao như vậy? Lý do gì như vậy? Nhưng thật sự đó, Chúa không thay đổi. Bởi vì đời sống chúng ta nó biến đổi theo hình sin, chứ không phải là Chúa thay đổi, đúng không? Đến hội thánh thì rất ok, nhưng về nhà thì nó lại con người khác. Thứ bảy đi nhà thờ thì con người khác, nhưng mà thứ hai, ba, tư, năm, sáu con người khác. Chúng ta biến như tắc kè hoa vậy, cho nên là nó hơi căng. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là gì? Có một lối sống ổn định như lời của Chúa nói. Trước hết bây giờ chúng ta nói đến cái sự nên thánh một chút xíu nha. Sự nên thánh là gì? Sự nên thánh là khi Đức Thánh Linh ngự vào lòng anh chị em và Ngài bắt đầu cáo trách. Cáo trách những cái điều không đúng, những cái điều mà cái lối sống đời này nó đã ngấm ở trong máu của mình. Ví dụ như anh nói không tinh sạch, anh nói phàm tục. Ví dụ như những cái sự là dễ nóng giận, những cái sự là không tha thứ, những cái sự là hay buồn hay lo lắng, rồi những cái mối quan hệ bất khiết, những cái lối sống bất khiết, anh chị em biết rồi. Có thể đó là rượu chè, có thể đó là những cái lối sống mà anh chị em biết rồi, không cần phải kể chi tiết. Thì khi Đức Thánh Linh ngự vào, ngay khi anh chị em tiếp nhận Chúa thì anh chị em thấy một giọng nói con phải thay đổi cái này, điều này làm buồn lòng của ta. Và anh chị em bắt đầu có một cái ước muốn thay đổi. Anh chị em thấy mình không thể tiếp tục một cái lối sống như cũ được nữa, trong khi miệng mình đã xưng Chúa ra. Thì anh chị em biết đây chính là cái quá trình mà Đức Thánh Linh muốn anh chị em bắt đầu nên thánh. Cái sự nên thánh này là một quá trình. Anh chị em không thể nên thánh trong vòng một giây được. Nên thánh là một quá trình. Giống như anh chị em giặt cái áo vậy. Cái áo bỏ vào máy giặt, nó đánh ít nhất phải 50 phút xong thì tất cả những dơ bẩn nó mới bung ra. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Có thể Chúa sẽ làm cho anh em nên thánh trong vòng 1 năm, 5 năm, 3 năm, 10 năm. Nó tùy vào cái tình trạng khi chúng ta bước vào gặp Ngài. Nó tùy vào cái mức độ mà chúng ta đã bị lậm vào trong cái thế gian, cái thế tục này, nó nhiều như thế nào, mà chúng ta cần phải được Ngài thanh tẩy ra sao. Khó nhất không phải là những cái hành vi, mà khó nhất là những gì ở trong tư tưởng của chúng ta. Những hành vi Chúa có thể giúp anh em bỏ, nhưng mà những tư tưởng này thì cần lời của Đức Chúa Trời để khiến anh em nên thánh. Giăng chương 15 câu 3 chép là các ngươi đã được thánh hóa bởi lời ta bảo cho. Cho nên tôi khích lệ anh chị em mỗi ngày, khi anh em đã tiếp nhận Chúa rồi, đừng bao giờ xa lìa quyển kinh thánh này. Hãy đọc, hãy nghe. Hãy đọc, nhất là Tân Ước. Hãy đọc nó và tiếp nhận nó vào lòng. Lạy Chúa, bây giờ con muốn nên thánh giống Ngài. Và anh chị em làm như thế một thời gian đó, trong con người anh chị em sẽ sinh ra chín cái trái. Chín trái. Một cái cây mà khi nó lớn, nó ra hoa rồi thì bắt buộc nó phải ra trái, phải không chứ? Nếu mà cái cây mà nuôi mãi nó không ra trái thì có vẻ là có vấn đề. Cho nên cái cây thánh khiết trong lòng anh chị em nhất định đến một ngày nào đó nó phải ra trái. Anh chị em hãy kiểm tra đời sống của mình, xem thử mình ra trái chưa.
hay là mới kết nụ, hay mới ra hoa, hay mới ra lá, đó, cho nên là phải kiểm tra. Mà nhất định Chúa muốn mình sao hả? Ra trái. Chúa Giêsu nói rằng không phải ngươi chọn ta, mà bèn là ta chọn mình lập các ngươi, để các ngươi đi và sinh ra làm trái. Đôi khi anh chị em nghĩ rằng cái trái đó là chỉ là cứu được nhiều người, không phải đâu. Chúa không phải mong đợi anh chị em làm cái gì cho Ngài đâu, mà Chúa mong đợi nhất là anh chị em giống như Ngài. Trái đó là gì? Thứ nhất là yêu thương, thứ nhì là vui mừng, thứ ba là bình an, thứ tư là nhịn nhục, thứ năm là gì? Nhân từ, thứ sáu là gì? Hiền lành, thứ bảy là trung tín, thứ tám là mềm mại, thứ chín là tiến độ. Cái này được chép trong Galati chương 5 câu 22-23. Chính trái này nó sẽ đeo trong cái tấm lòng anh chị em đầy ấp lúc. Và khi nó đã chín mùi rồi, nó tỏ ra mùi thơm. Khi ai đã tiếp cận anh chị em mà anh chị em có những cái trái đầy mùi thơm này, cái người tiếp cận anh chị em dễ chịu lắm. Ôi sao đến nói chuyện với anh này về cái là thấy lòng bình an lạ lắm. Đang buồn gặp anh cái là vui luôn. Nó lấy mùi thơm, nó lấy anh chị em. Anh chị em mua một trái dứa hay trái xoài chín về bỏ trong nhà thơm cả nhà không? Thì về mặt thuộc linh cũng vậy. Khi cuộc đời tấm lòng anh chị em đầy những trái của Chúa, thì nhà anh chị em hay bất cứ nơi nào anh chị em đi, tỏ ra mùi thơm của Đấng Christ. Mùi thơm này khiến cho thế giới này cảm nhận được, thế giới này thích thú. Tôi nhớ cách đây 7 năm khi chúng tôi cùng nhóm lại ở hội thánh cũ, ở địa chỉ cũ đó, thì chúng tôi hay đàn, hay hát, hay ngồi ca ngợi Chúa vui mừng ở dưới cái gốc cái cây mận. Thì có một cái chị hàng xóm, chị qua, chị đang gặp rất là nhiều rắc rối nan đề trong đời sống, buồn bực lắm, khóc lóc suốt ngày. Chị qua xong bọn tôi làm chứng cho chị ấy, chị tin Chúa, chị đọc kinh thánh, rồi chị đem con cái qua cũng ở đó. Rồi một tuần sau tôi mới thấy lạ, tôi mới sao cái chị này nhà chị không ở mà sao chị cứ đeo ở đây từ sáng đến chiều. Cứ từ sáng đến chiều năm nay, ngày nào cũng vậy. Có hôm tôi ngạc nhiên, tôi hỏi cái gì hấp dẫn ở cái cây mận này xuống ngày nữa qua đây. Chị mới nói này nè, lạ lắm anh ạ. Hãy bước ra khỏi nhà anh á là em buồn rầu bất an lo lắng, mà em bước vào đây sao tự nhiên nó vui mừng bình an, cho nên em muốn ở đây biết rồi. Em thấy lạ không? Đó là thiên đàng, đó là nơi vương quốc Đức Chúa Trời ngự trị, nơi nào anh em thờ phượng Ngài, sống giống như Ngài, yêu mến Ngài, nơi đó có sự bình an yêu thương cai trị. Cho nên chị em ạ, Chúa muốn nhà mình là thiên đàng, Chúa muốn gia đình anh chị em là thiên đàng, Chúa muốn con cái anh chị em, vợ chồng, tất cả các thế hệ trong nhà là ở trong thiên đàng. Và khi có chính cái trái này mà mùi thơm tỏ ra đó, thì quỷ nó không thể đến gần được. Không đến gần. Tại sao anh chị em biết không? Quỷ nó ở nghĩa địa thôi, cho nó không ở được những chỗ đó. Quỷ nó ở nghĩa địa thôi, những cái chỗ mà sáng láng thánh sạch nó ở không được. Nó ngược lại với Chúa. Chúng ta khi tin Chúa rồi, chúng ta ở những nơi tội lỗi dơ dáy khó chịu. Anh chị em có thích ở chỗ nào mà suốt ngày cãi vã, nói hành nói xấu không? Vô một tiếng là thấy người sao ạ? Bủng rủng tay chân liền. Có một lần tôi thấy có cái chị kia, chị chở tôi đi truyền giáo ở sau ấy. Tôi ngồi đằng sau, chị đằng trước. Chị vừa chở tôi mà chị bắt đầu chị nói xấu từ thế giới nào đến thế giới kia, từ ông mục sư này đến ông truyền giáo kia. Tôi đến nơi người tôi rủng như còn bún luôn, tôi hết giảng được luôn. Hết giảng được. Kiểu đây là người tôi muốn mê như con dung đất luôn, thôi thua rồi xong luôn. Thôi Chúa ơi tha thứ cho con, chứ con nghe những thứ này người tôi nó lủng xuống không còn làm được gì nữa. Cho nên chị em à, hãy cẩn thận điều mình nghe. Amen. Mình nghe cái điều tốt á, nó gây dựng cái tâm linh mình. Còn mình nghe những cái điều của ma quỷ á, nó làm cho hủy diệt đời sống của mình. Cho nên cái sự nên thánh này nó quan trọng lắm. Tôi khích lệ ông bà anh chị em hãy đeo đuổi nó. Tôi nói anh chị em nó thậm chí nó còn quan trọng hơn cả cái quyền năng phép lạ. Tại vì quyền năng phép lạ khi anh chị em nhắm mắt gặp Chúa là chấm dứt. Trên trời có quỷ đâu đuổi, đúng không? Chẳng có con nào đuổi, bệnh cũng không, lấy đâu chữa. Nhưng mà chính bông trái này chính là bản chất đời đời của anh chị em. Anh chị em được ở dưới đất này 60 năm, trái của anh chị em chín thơm như thế nào thì lên thiên đàng nó như thế. Anh chị em hãy ao ước điều này, hãy ước ao rằng Chúa ơi con muốn giống Ngài, con muốn có những yêu thương, những bình an vui mừng, con muốn có một đời sống thanh tịnh trong tâm hồn. Ôi Chúa ơi con muốn những điều này để cho cái mùi thơm này được tỏ ra. Bất cứ người nào mà con nói chuyện, bất cứ người nào mà con bắt tay, bất cứ người nào mà con nở nụ cười thì cũng ảnh hưởng đến họ. Mùi thơm của Ngài tỏ vào tâm hồn của họ, mặc dù họ không biết điều gì xảy ra, nhưng trong thế giới linh là ánh sáng của Chúa đang bao trùm linh của họ và họ được biến cải. Amen chứ. Cho nên tôi nói anh chị em này, cái đời sống thánh khiết á,
là một trong những thứ quan trọng bậc nhất để giữ gìn phước hạnh của Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Sự chữa lành, sự giải cứu, sự bứt phá trong tài chánh, sự yên ổn, sự hàn gắn trong gia đình, tất cả những sự đó chỉ được giữ nguyên vẹn khi chúng ta đeo đuổi một đời sống nên thánh. Xin nhớ lời của tôi nhắc cho bạn chị em trong buổi sáng hôm nay. Tôi nói phù hợp với Kinh Thánh và cũng nói theo kinh nghiệm bao nhiêu năm tôi đi với Chúa. Không phải năng quyền giữ anh chị em đâu, nhưng chính phẩm cách giữ chúng ta đứng vững được. Nhưng tại sao lại có một cái điều kiện là cần năng quyền? Cần năng quyền để làm gì vậy? Cần năng quyền nó có cái lý do. Năng quyền khi tôi nói là tôi đang nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em, anh chị em sẽ nhận lấy quyền phép, và ngay lập tức trong đời sống anh chị em chính ân tứ của Thánh Linh xuất hiện. Chính ân tứ xuất hiện và năng quyền của vương quốc Đức Chúa Trời được thể hiện ra trên đất này, là đó là việc làm của chính ân tứ Thánh Linh qua đời sống chúng ta. Lời khôn ngoan, lời tri thức, phân biệt các thần, đúng không ạ? Làm phép lạ, chữa lành các bệnh tật, ân tứ đức tin, nói tiên tri, nói tiếng lạ và thông dạy tiếng lạ. Chính ân tứ đó nó ở trên anh chị em khi anh chị em nhận lấy báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi không biết là anh chị em ngồi dưới đây có ai chưa nhận báp têm Thánh Linh không? Nếu chưa thì hãy cầu nguyện đi. Chúa Giêsu dành món quà này cho những người nào đã tiếp nhận Ngài và đã được tái sanh. Khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em sẽ nói tiếng mới và lời tiên tri. Báp têm Thánh Linh là một hiện tượng nghe được, thấy được, rồi chạm được. Anh chị em sẽ thấy quyền năng từ trời đổ xuống trên mình. Hãy ước tao đi. Mới hôm qua tôi nhận được một cái tin nhắn của một người anh em ở đâu tôi không biết, mà khích lệ lắm. Anh em này nhắn cũng vài lần rồi, nhưng tối hôm qua vừa mới nhắn: "Ô, mục sư ơi, con nghe cái đài của mục sư." Nó dùng cái đài hóa ra là cái trang sách nói đó chứ không phải đài gì cả, mà sao lại bảo là cái đài, không biết là ở cái phương trời nào. Bảo con nghe đài của mục sư đấy, mà rồi con cầu nguyện cái được Đức Thánh Linh giáng lên con nói tiếng mới rồi. Cảm ơn Chúa. Công nhận cái đài này tác dụng thiệt. Cái đài sách nói này hay đấy. Cho nên có những cái, tôi luôn khích lệ những con người nhắn tin hỏi tôi qua Facebook đó: "Ôi, làm sao để con nhận Thánh Linh?" Tôi mới nói là bây giờ Đức Thánh Linh ở đây và Cha sẵn lòng ban cho, quỳ gối xuống cầu nguyện đi. Không cần, đôi khi không cần ai đặt tay. Không cần. Dĩ nhiên có những lúc có thuận lợi thì nhờ mục sư nọ, mục sư kia đặt tay, nhờ những người đầy dạy Thánh Linh đặt tay. Được, không phải sai Kinh Thánh. Nhưng thực sự không phải lúc nào cũng có cơ hội. Nhưng cái cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả anh em là gì? Đức Thánh Linh ở khắp mọi nơi. Và ngay khi anh em quỳ gối xuống và nói rằng: "Chúa ơi, con khao khát được đầy dạy Thánh Linh, bắt đem Thánh Linh cho con, Chúa ơi." Cầu nguyện với cả đức tin và lòng khao khát, thần của Chúa giáng xuống trên anh chị em, và anh chị em trở thành một con người đầy năng quyền. 27 năm trước tôi cũng quỳ gối trên phòng, có ai đặt tay cho tôi đâu. Tôi chỉ nghe qua người ta nói: "Ô, có Đức Thánh Linh." Con nói: "Chúa ơi, con muốn cái này." "Không có cái này thì căng rồi. Không có cái này cũng không thể nào mà theo Chúa hết lòng được. Bây giờ con muốn cái này." "Chúa ơi, giáng lên." Tôi cầu nguyện như thế và Chúa giáng lên, biến đổi hoàn toàn cái đời sống phục vụ Chúa của mình. Cho nên chẳng hạn năng quyền là sức mạnh để cho chúng ta làm gì vậy? Để cho chúng ta nhận diện kẻ thù. Nhận diện kẻ thù. Anh chị em nhớ câu Kinh Thánh Phi Rơ Nhất chương 5 câu 17 không? Ma quỷ như cái gì? Như sư tử rồng. Nó đi rình mò. Ví dụ giờ anh em đứng đây, nó đi rình này, rình mò xung quanh. Và nhờ đời sống thánh khiết mà nó không chui vô được, đúng không? Nhưng mà nó vẫn đi rình mò xung quanh. Mà lỡ tối nay anh em phạm tội anh gái thì sao? Chui vô. Đó đơn giản vậy thôi. Nó chui vô. Nó chỉ rình cho đến khi anh em phạm tội không chịu ăn năn là nó chui vô. Nó rình sát sườn, có khi nó đi rất sát, đi xung quanh này. Nhưng khi anh em có ân tứ Thánh Linh khác à, cục diện của chiến trường khác à, đứng gần ta là ta biết liền. Radar. Anh em đang có cái radar thuộc linh, đúng không? Tại sao ngày hôm nay, ngày hôm nay là những cái hệ thống phòng thủ tên lửa, là cái anh nào mà radar mạnh là anh đã thắng. Tại sao? Nhận diện kẻ thù liền. Không, thậm chí bay tút lút xa đâu cái là radar chiếu lên liền. Vậy thì chính năng tứ Thánh Linh, tôi tạm gọi đó là gì? Radar thuộc linh của anh chị. Khi một cái kẻ thù đứng bên cạnh, anh chị biết liền. Anh chị đứng bên cạnh, Chúa mắt cho anh chị là có linh không tha thứ ở đây.
có linh bệnh tật đang ở đây, có linh ác mộng đang ở đây, hoặc có linh nhục dục đang ở đây. Anh chị biết liền, cảm nhận được liền. Tôi gọi đó là ơn phân biệt các thần, phân biệt các thần. Rồi đôi khi anh chị biết những cái điều mà không cần ai nói cho anh chị, tôi gọi đó là lời nói không ngon và lời tri thức. Người tin Chúa không phải thầy bói đâu nha anh chị, không phải thầy bói. Đừng nghĩ người tin Chúa xong này bói thầy ta, không có bói, đúng không? Bói là gì? Bói là có con quỷ nó nói vào lỗ tai rồi ông thầy bói ông nói lại, đó là bói. Còn người tin Chúa không phải bói, mà người tin Chúa khi có ân tứ của Đức Thánh Linh thì trong con người đó nó có một cái khả năng nhận diện, một cái khả năng cảm nhận, một cái khả năng được biết mọi sự gì xảy ra xung quanh mặc dù mắt không thấy. Khi anh em hành động trong ân tứ Thánh Linh, anh em sẽ thấy diệu kỳ. Và ân tứ Thánh Linh không những giúp đỡ cho đời sống anh em, mà anh em còn vận dụng ân tứ Thánh Linh giúp đỡ người khác một cách rất là hiệu quả. Giống như anh em mỗi lần buổi trưa hay lên đây cầu nguyện, đúng không? Đó, thì những cái gì mà Chúa hành động qua tôi đó, đó chính là ân tứ của Đức Thánh Linh. Ân tứ Thánh Linh ngay hành động. Còn khi tôi xuống khỏi bục giảng rồi, tôi vẫn là tôi thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Cho nên anh em nhiều khi đừng nghĩ mấy ông đứng cầu nguyện này chắc đặc biệt lắm nha. Không gì đặc biệt, vẫn ăn ngày ba bữa, vẫn thịt lợn thịt bò, vẫn ăn như anh chị em, không gì đặc biệt. Nhưng chỉ cái điều khi đứng lên này thì Thánh Linh bắt đầu vận hành qua mình và giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác, để cho người khác cũng nhận được những cái ơn phước mà Đức Chúa Trời muốn hạ nhận. Cho nên anh chị em thiếu ân tứ, cái đời sống của mình á nó ít có tác dụng. Dĩ nhiên mình thánh khiết là tốt, nhưng mà cái khả năng giúp đỡ người khác nó bị hạn chế lắm. Cho nên chúng ta hãy sống một đời sống cân bằng. Nhiều anh em ngày hôm nay rất là phản bác ân tứ đến nỗi cực đoan luôn, chỉ lo nên thánh thôi, ok tốt thôi, nhưng mà lại thiếu đi một vế rất là quan trọng, đó là không những Chúa cứu mình nhưng mà Chúa cũng muốn dùng cuộc đời mình để giúp người khác nữa. Anh amen nhé. Cái đó mới mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời được, cái đó mới khiến cho ma quỷ sợ hãi được. Cho nên tại sao Satan rất sợ những cái phong trào ân tứ, Satan rất sợ những người vận hành trong ân tứ, Satan rất sợ những người nói tiên tri, nói tiếng mới, nó sợ lắm. Cho nên nó kích động những cái làn sóng bài bác chỉ trích, nó rồi gây hoang mang, nó bảo những người hoạt động trong ân tứ là quỷ lạ. Quỷ đâu là mương may, quỷ đến đây sợ bắt khiến sùi bọt mép bỏ chạy hả? Quỷ không thể làm được những chuyện đó. Giống như Chúa Giêsu năm xưa đó, khi Ngài chữa lành đủ quỷ thì người ta nói sao ạ? Này dùng chú quỷ trữ. Thì hôm nay cũng vậy, Satan cũng dùng đúng một chiêu đó. Cho nên nó muốn cho hội thánh của Đức Chúa Trời đừng vận hành trong ân tứ. Nó muốn cho hội thánh của Đức Chúa Trời biến thành một cái tôn giáo lễ nghi, chỉ đến đó để gọi là thực hành một vài nghi lễ rồi đi về. Ai đâu đóng đó, nó muốn như thế. Bởi vậy cho nên anh chị em thấy á, ngày hôm nay Satan nó đã dùng toàn lực của nó để dập tắt cái phong trào ân tứ. Nhưng tôi muốn mách cho anh chị em một tin vui: Chúa Thánh Linh đang thăm viếng đất nước chúng ta. Amen. Là điều mà 20-30 năm trước anh chị em không thấy thì bây giờ đầy dậy. Đầy dậy những người, đầy dậy Thánh Linh chữa lành, đủ quỷ, giải cứu và làm những cái công tác vĩ đại hiện tại đang ở trên đất nước chúng ta rất nhiều. Amen. Cho nên anh chị em hãy mừng về điều đó. Mừng bởi vì Chúa không bỏ qua đất nước chúng ta và Ngài thăm viếng đất nước chúng ta, để rồi những ân tứ, chính ân tứ được phục hồi lại ở trong quyền năng của Ngài và hội thánh của Chúa là một đạo quân, chứ không phải là một đạo người, một đạo quân. Một đạo quân bách chiến bách thắng, đi tới đâu thì vương quốc tối tăm bị bẻ gãy và xua tan tới đó anh chị em ạ. Cho nên tôi thấy ở đây, khi Thánh Linh giáng trên anh chị em thì có 9 cái ân tứ đó xuất hiện. Và anh chị em hãy bắt đầu tập vận hành đó. Anh chị em nào chưa có nhận Thánh Linh thì tôi khuyên tối nay về quỳ gối cầu nguyện: Chúa ơi, đổ đầy Thánh Linh cho con, con muốn được bắt tem Thánh Linh. Và khi anh chị em được bắt tem Thánh Linh rồi thì 9 ân tứ mà tôi vừa nói đó nó xuất hiện trên đời sống anh chị em. Và hãy tập vận hành. Không phải chỉ vận hành ân tứ khi anh chị em đứng trong bục giảng trong hội thánh đâu, như anh chị em vận hành ân tứ trong đời sống của mình, trên tất cả mọi nơi nào anh chị em đi, anh chị em sẽ có một sự cảm nhận đặc biệt. Anh chị em nhận biết được thế giới lên này. Tôi muốn khích lệ anh chị em, mỗi một bà anh chị em đang ngồi đây đó, anh chị em không phải là con người bình thường. Không phải. Đừng nghĩ mình bình thường. Nếu mình đã được tái sanh rồi thì anh chị em là con người rất đặc biệt. Anh chị em là một linh nhưng có thân xác và đang đi lại trên đất này. Anh chị em là một linh. Trước không phải là một linh nhưng bây giờ là linh. Và nếu anh chị em là linh rồi thì anh chị em phải có những hoạt động thuộc linh.
có những hoạt động ảnh hưởng trong thế giới linh. Tôi không nói về lễ nghi tôn giáo đâu, nhưng tôi nói về cái quyền năng xuất hiện qua môi miệng anh chị. Khi anh chị quỳ gối xuống cầu nguyện, anh chị biết điều gì xảy ra? Nếu anh chị cầu nguyện cho đất nước này thay đổi. Amen. Anh chị cầu nguyện cho bất cứ điều gì thì thiên sứ trên trời xuống làm điều đó cho anh chị. Amen. Cho nên anh chị mình đặc biệt lắm, rất đặc biệt. Nhưng nhiều con cái Chúa chưa hiểu được sự đặc biệt này, hoặc là bỏ lơ sự đặc biệt này. Tôi nói anh chị là một tạo vật mới, tôi là một tạo vật mới, anh chị là một tạo vật mới, một tạo vật mà nơi đó Đức Chúa Trời bằng lòng để chứa tất cả quyền năng của Ngài vào bên trong. Và Ngài nói cái bình đó là cái bình bằng đất, ý là cái thân thể của mình bằng đất, mong manh lắm, nó rất mong manh, nhưng mà cái lời nói thì là rất quyền năng, rất quyền năng bởi Đức Chúa, bởi lời nói phép lạ được xảy ra. Tôi thấy không, rất là nhiều. Ví dụ như tôi để ý một số cái ở trong công vụ cái sứ đồ cho anh chị em nghe nha. Tôi lấy ví dụ ha. Ví dụ như là ở trong chương 3 đi. Chương 3 công vụ. Phi-rơ và Giăng nói một câu rất nổi tiếng. Vàng ta không có, bạc ta không có, nhưng những gì ta có ta cho người. Nhân danh Chúa Giê-xu Nazareth hãy đứng dậy và bước đi. Người què lập tức. Hội thánh ngày hôm nay cần những điều tương tự như vậy. Cần những điều tương tự như vậy. Không phải trong đền thờ, không phải trong hội thánh. Ông này ông làm đang ngồi đường. Cho nên những quyền năng đó có thể thực hiện được. Và trong chương 16 thì Phao-lô bởi ơn phân biệt các thần đã đuổi một cái người nữ bị quỷ bói khoa ám. Ông quay lại ông nói nhân danh Giê-xu ta bảo mày ra khỏi người nữ này, và lập tức nó biến đi. Nó ra khỏi và người nữ này không còn bói toán được nữa. Và lý do đó là lý do mà Sila với Phao-lô bị bắt bỏ trong tù, bị đánh cho gọi là bầm sơn, đúng không? Đó là cái quyền phép. Hoặc là trong chương 5 Phi-rơ đã dùng ơn lời nói đức tin và lời nói có tri thức khiến cho tội lỗi của Anania và Sapphira bị vạch trần. Anh em thấy không? Nếu như mà không có ơn tứ lời tri thức thì Phi-rơ làm sao biết được Anania với Sapphira đã nói dối hội thánh, nói dối Đức Thánh Linh. Và khi vạch trần ra xong rồi thì hai người này ngã tắt hơi chết mất. Cái đó cũng rất là kinh khủng phải không em? Rất kinh khủng. Hoặc là trong chương 9 Phi-rơ đã bởi ơn làm phép lạ đã khiến cho Tabitha chết rồi được sống lại. Đó là những ân tứ. Cho nên tóm lại ông bà anh chị em ạ, ngày hôm nay đó, khi anh chị em đã tiếp nhận Chúa rồi, hãy làm đầy ngôi nhà của mình. Kinh Thánh chép rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh, đền thờ của Đức Chúa Trời. Anh chị em đừng để nó trống, đừng để nó trống. Đôi khi chúng ta lo lắng đời này, chúng ta đam mê đời này, chúng ta bị quá nhiều những thứ ràng buộc của đời này, mà chúng ta để ngôi nhà thuộc linh của mình trống. Cái đó cực kỳ nguy hiểm, không ạ? Cực kỳ nguy hiểm. Vì sao nguy hiểm? Vì đây là chỗ để ma quỷ bước vào. Mà khi ma quỷ nó bước vào rồi, anh em có làm cho được thành tỷ phú thì nó phá anh em trong vòng vài tháng sạch, sạch bách. Anh em có cố gắng đầu tắt mặt tối thì nó làm cho gia đình banh xác, con cái hư hỏng, sức khỏe tàn tạ. Cho nên rất là không khôn ngoan khi chúng ta để quá nhiều sự chú tâm vào những việc đời này mà chúng ta bỏ qua cái đời sống tâm linh của mình. Trong khi Solomon nói sao ạ? Khá cẩn thận giữ tấm lòng còn hơn hết, vì các nguồn sự sống từ nơi đó mà ra. Cho nên lòng của chúng ta phải tràn ngập sự thánh khiết và quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi anh em có hai thứ đó tiến bước thì đời sống cơ đốc của anh em mình cực kỳ chắc chắn, chậm mà chắc, không nhanh mà dễ ngã, chậm mà chắc. Rồi những phước hạnh mà anh em nhận được ngày hôm nay sẽ được giữ lại. Cho nên tôi khích lệ ông bà anh em buổi sáng hôm nay, những anh chị em nào mà đến để cầu nguyện chữa lành, giải cứu đủ quyền, hết sức chú ý lời của tôi nói buổi sáng hôm nay nha. Tuy nó đơn giản thế thôi, nhưng nó là một chân lý để giúp anh chị em đứng vững. Anh chị em cầu nguyện bây giờ chưa phải là kết thúc đâu. Giống như anh chị em đến bác sĩ uống thuốc vậy đó, uống thuốc có thể bệnh sẽ hết đấy, nhưng chính lối sống của anh chị em sẽ giữ anh chị em khỏe mạnh và tự do tiếp theo. Amen. Hãy đồng ý điều đó nha. Vì điều đó rất quan trọng mà tôi phải nhắc đi nhắc lại. Vì nếu không á, anh em sẽ thất vọng. Ồ, anh em sẽ nói sao tôi đến hội thánh cầu nguyện, ở hội thánh thì tôi thấy khỏe thế mà sao về nhà lại thế này. Không phải đâu. Về nhà lập tức cầu nguyện, lập tức ở với Kinh Thánh, lập tức kết nối với hội thánh, lập tức tiếp tục lên sách nói và nghe.
chúng ta hội thánh có cái đài sách nói Asia đó, cái đài này nó phát 24/7 và bạn nghe lúc nào cũng được. Hãy nghe những quyển sách đó để xây dựng đời sống tâm linh của mình và tiếp tục kết nối với hội thánh để làm chi vậy? Để chúng ta được lớn lên, cứng cáp lên. Anh em nhớ bài giảng chủ nhật tuần vừa rồi không? Có những năng đề chỉ biến đi khi chúng ta được cứng cáp và cứng cáp lên, mạnh mẽ lên chứ. Chúng ta không thể nào làm cơ đốc nhân yếu đuối mãi được. Chúng ta không thể nào làm cơ đốc nhân hai mùa được. Anh chị biết cơ đốc nhân hai mùa không? Tức là một mùa mưa và một mùa nắng. Mà cả trong đời sống của mình thì rất là tồi tệ. Cho nên anh em ơi, hôm nay mình phải quyết định thật lòng. Lạy Chúa, con dâng đời sống con hoàn toàn và thực tâm cho Ngài. Con quyết định sống theo nguyên tắc của Ngài. Con đi theo Ngài. Tất cả thứ khác đối với con là rác hết. Khi anh em nói được câu đó thật lòng thì không phải tôi hứa đâu, mà Đức Chúa Trời hứa mọi sự các ngươi làm sẽ được thịnh vượng và may mắn luôn. Đó là Đức Chúa Trời hứa. Cho nên anh em ơi, hãy chú ý cho chắc cái sự bình tĩnh, chú ý cho chắc những điều mà hôm nay mình nghe. Amen. Tôi muốn bây giờ cả hội thánh mình cầu nguyện nha. Không những anh chị em đến với hội thánh lần đầu tiên, những anh chị em chưa biết Chúa, mà tất cả anh chị em mình, những người đã biết Chúa rồi, hôm nay mình cũng cần cầu nguyện. Lạy Chúa, hãy giúp con nên thánh mỗi ngày. Kinh Thánh chép là ai nên thánh rồi, hãy nên thánh nữa. Cái sự nên thánh của chúng ta không có giới hạn. Và điều thứ hai là, lạy Chúa, hãy giúp con phát triển những ân tứ thánh linh ở trong lòng. Cô-rinh-tô nhất khuyên hãy nôn nà ước ao những ân tứ lớn hơn để phục vụ hội thánh. Đừng dừng lại, đừng bằng lòng vì những ân tứ mình có, vì Chúa có cả một kho. Cho nên chị em hãy cầu nguyện cùng tôi nha. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.